Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đông Phú, huyện Đông Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn nơi đây. Là một vùng quê nằm ở phía nam huyện Đông Sơn, xã Đông Phú có diện tích hơn 559,67 ha với 4.350 nhân khẩu ở 4 thôn. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 43 triệu đồng một người một năm. Là xã có nguồn tài nguyên núi đá và có tuyến đường liên xã chạy qua đã tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế của địa phương trong những năm qua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Phú đã cùng với các xã trong huyện xây dựng huyện Đông Sơn ngày càng phát triển. Đông Phú hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới với những đổi thay toàn diện về diện mạo nông thôn, cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bộ mặt nông thôn mới từng bước được thay da đổi thịt. Các công trình, điện, đường, trường, trạm không ngừng được nâng cấp mở rộng, thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Tất cả đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, niềm tin tưởng tuyệt đối của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, mốc son, đánh dấu sự trưởng thành phát triển đi lên của đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đông Phú đã tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trong suốt cả nhiệm kỳ là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Để thực hiện mục tiêu đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hóa nội dung các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Hàng năm, Đảng ủy đều ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế trên các lĩnh vực. Do đó, cơ cấu kinh tế của xã được chuyển dịch theo hướng tích cực. Nhiều cây trồng mũi nhọn có giá trị kinh tế cao được đưa vào canh tác. Sản lượng cây lương thực có hạt của toàn xã đến nay ước đạt 4.150 tấn, đạt 90,2% nghị quyết đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu đã đề ra. Nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đảng bộ và nhân dân Đông Phú thì cũng đã đạt được rất là nhiều các cái thành tựu về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên tất cả các lĩnh vực. Và chúng tôi cũng đánh giá mạnh nhất đấy là trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế thì đây là một trong những cái nhiệm vụ mà trong cái nhiệm kỳ vừa qua đạt cái kết quả rất là tốt. Và cũng từ cái việc mà phát triển kinh tế cho nên là trong cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng có thể nói rằng là cũng đã đạt được kết quả nhất định. Và đặc biệt là về cái bộ mặt nông thôn cho đến nay đã được thay đổi một cách rõ rệt, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thế thì thực hiện cái nghị quyết 10 của huyện ủy Đông Sơn thì đối với cái nhiệm kỳ vừa qua về Đông Phú triển khai một cái là rất là quyết liệt, cho nên là tất cả cái hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và đã triển khai, có thể nói rằng là trong nhiệm kỳ vừa rồi là một trong những nhiệm kỳ mà chúng tôi thấy thành công nhất là trong cái xây dựng cơ sở hạ tầng. Đường thì trước đây là có 4m, 4m rưỡi, nhưng mà hiện nay thì trên cơ sở các tiêu chí của nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu, và trên cơ sở cái nhu cầu đi lại cũng như về cái thay đổi bộ mặt của nông thôn, cho nên là toàn bộ cái hệ thống đường trong cái xã thì đã được nâng cấp mở rộng từ 7m5 cho đến là 9m5, có những nơi là 11m. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi thấy rất là thành công. Là xã thuần nông nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Đông Phú đã triển khai nghị quyết tập trung thực hiện các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng tâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, vận động nhân dân đi tìm những hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.
đưa các loại cây, con giống mang lại hiệu quả kinh tế cao vào nuôi trồng. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản dự kiến năm 2020 đạt 118 triệu đồng, tăng 28 triệu đồng so với năm 2015, vượt mục tiêu đại hội 7,3%. Chuyển đổi 46,25 hecta đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, đạt 77% kế hoạch huyện giao. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án, mô hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế trọng tâm, chăn nuôi phát triển theo hướng gia trại, trang trại. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 4,9%. Đến năm 2020, ước tính tổng đàn trâu bò là 95 con, đàn lợn là 116 con, đàn gia cầm là 18.950 con, sản lượng cá nuôi ước đạt 11 tấn. Có thể nói những con số ấn tượng đã minh chứng rõ nét cho những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế của Đảng bộ xã Đông Phú trong nhiệm kỳ qua. Sau 5 năm đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, đến nay Đảng bộ xã Đông Phú đã giành được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn ở địa phương. Nổi bật là chương trình mục tiêu quốc gia, các khâu đột phá phải huy động về nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng được quan tâm chỉ đạo, đã tập trung huy động mọi nguồn lực, chủ động bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, tích cực vận động nhân dân hiến đất để tập trung đầu tư xây dựng các công trình, tham gia các phong trào nhà sạch, vườn đẹp, xây dựng các khu văn minh. Nhiều công trình dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tích cực, có ý nghĩa lan tỏa, thúc đẩy kinh tế phát triển. Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Trên địa bàn xã hiện nay có 350 hộ sản xuất kinh doanh, trong đó loại hình dịch vụ nông nghiệp 160 hộ, tiểu thủ công nghiệp 35 hộ, dịch vụ thương mại 155 hộ. Các dịch vụ tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Sự phát triển đa dạng đã đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong 5 năm qua, toàn xã có 22 doanh nghiệp mới thành lập, nâng tổng số lên 30 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch huyện giao và nghị quyết đại hội. Thu hút tạo việc làm cho khoảng 800 lao động, doanh thu hàng năm ước đạt trên 200 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm là 320 tỷ đồng. Phối hợp tốt cho tỉnh, cho huyện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ đưa công trình vào sử dụng. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện 10 dự án giải phóng mặt bằng, trong đó có 5 mặt bằng đất ở, 4 mặt bằng làm đường giao thông. Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, quy mô mạng lưới trường học được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong xã và các xã bạn. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì ổn định, đội ngũ giáo viên từng bước được chuyển hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được huyện đánh giá xếp loại hàng năm trong hàng top của huyện. Hai trường học giữ vững danh hiệu đạt chuẩn quốc gia. Trường tiểu học và trung học cơ sở đã có bước nhảy vọt về chất lượng dạy và học, là trường kiểu mẫu được Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng là mô hình điểm của huyện và tỉnh về khuôn viên và vệ sinh môi trường. Công tác khuyến học khuyến tài hoạt động hiệu quả. Duy trì tốt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, các hoạt động khám sức khỏe cho người dân, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến nay, 100% nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Có 4 trên tổng số 4 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2020 đạt 84,36%. Từ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện.
Trong cái thời gian vừa qua thì cái phong trào thể thao trong xã Đông Phú nói chung, ở thôn Phú Bạch chúng tôi nói riêng rất là sôi nổi. Từ các cụ, có thể các cụ đến 78 tuổi vẫn cứ tham gia tập luyện hàng ngày, rồi thi đấu giao hữu giữa thôn nọ với thôn kia, giữa làng nọ với làng kia. Thứ nhất là rèn luyện sức khỏe cho tất cả các thế hệ trong thôn, trong xã, và để có một cái tình đoàn kết giữa làng thôn nọ với làng thôn kia. Nét nổi bật trong công tác xây dựng đảng của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng toàn diện trên cả 3 lĩnh vực: công tác chính trị tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Ban chấp hành Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng đảng. Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đông Phú đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, kinh tế chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân thay đổi rõ rệt, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được củng cố. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy vai trò trong công tác xây dựng đảng, chính quyền và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Toàn Đảng bộ có 250 đảng viên, nhiều năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh xuất sắc. Trong những năm qua, nhà thực hiện tốt cái phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xây dựng xã kiểu mẫu, đơn vị Đông Phú đã được thay đổi một cách căn bản. Kinh tế thì phát triển, thu nhập của người lao động được nâng cao, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ nét. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đường làng, ngõ xóm thì phong quang sạch đẹp, nhân dân Đông Phú thì tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi đoàn kết cùng nhau quyết tâm xây dựng xã kiểu mẫu. Trong những ngày này, khắp nơi các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã tiếp tục đề ra các mục tiêu, giải pháp để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từ đó, góp sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đây cũng là kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ vào đại hội sắp tới. Kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020 là tiền đề để chúng tôi xây dựng mục tiêu là hoàn thiện xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Chúng tôi có đưa ra là 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Thì trong cái nhiệm kỳ tới thì về phía Đảng ủy sẽ tập trung xây dựng cái cơ sở hạ tầng cũng như về cái điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao cái đời sống kinh tế, và cũng từ cái nội dung này thì giờ sẽ triển khai thực hiện thành công các cái nội dung tiếp theo. Và với sự quyết tâm cũng như sự vào cuộc của hệ thống chính trị cùng với ban hành cái chủ trương nghị quyết đúng đắn, thì tôi tin rằng cái nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đảng bộ nhân dân Đông Phú sẽ sớm thực hiện thành công cái nghị quyết mà mục tiêu đại hội đề ra. Kiên trì với hướng đi đã được khẳng định, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ xã Đông Phú sẽ quyết tâm đoàn kết, thống nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo chiến đấu của Đảng bộ, huy động nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng quê hương Đông Phú ngày càng phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển chung của huyện, của tỉnh và cả nước.